Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vuzi Ô Tô. Hôm nay thì em Vuzi Ô Tô sắp chuẩn bị về cửa hàng một chiếc Honda Civic sản xuất năm 2004. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Canada. Vâng, dòng xe nhập Canada nên máy số rất là chất và đặc biệt là dòng xe này rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Thường thường thì ở Việt Nam thì có những mẫu xe Civic 1.8, 2.0, nhưng đây thưa quý vị các bạn, một chiếc xe mà dung tích xi lanh theo tính toán và ghi nhận thì là chỉ có 1.6 thôi. Vâng, 1.6 là có ngay chiếc Honda Civic bản 1.6 đẹp 2004 nhập Canada này rồi. Màu sơn xi bạc tương đối. Vâng, đã theo thời gian đến nay là được 17 năm. Một chiếc xe ngoại thất màu bạc, nội thất màu nâu da bò, kết hợp với màu đen, trần thì sạch sẽ và lốp láp dày dặn, máy móc thì khỏe, số tự động như các bác nhá. Đây là một dòng xe bền bỉ của Honda và cũng là một dòng xe rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Chiếc xe này được chủ cũ mua về đăng ký lần đầu năm 2007. Vâng, 2004 đấy, nhưng mà lại đăng ký lần đầu năm 2007 và đăng ký lại lần thứ hai năm 2009, sử dụng đến bây giờ. Vâng, và rất là ngon luôn. Theo tính toán ở xe thì là nó ghi được hơn 20 vạn. Thế nhưng mà về nội thất xe thì vẫn còn giữ tương đối khá là ngon. Kính zin cả xe, máy thì chạy rất là chất. Và phanh đĩa trên hai bánh trước và phanh tăng trống đằng sau, kết hợp phanh ABS, la răng 5 chấu khỏe khoắn thể thao đời đầu. Gần như là đây là một chiếc Honda Civic kỷ nguyên của những chiếc Honda Civic bây giờ. Vâng, con này thì có gầm hơi bị thấp do là dáng thể thao, kiểu dáng thể thao, nên là chiếc xe được để chế độ gầm thấp, đi thì cực kỳ đầm và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Con này hôm trước anh em đổ có 200.000 tiền xăng thôi mà chạy loanh quanh Hà Nội thoải mái, xong rồi lại còn chạy về đến Hải Phòng mà vẫn còn một ít vạch xăng nữa. Vâng, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và đóng cao tốc thì là hơn 100 cây thoải mái luôn đấy các bác nhá. Máy số cực kỳ êm mượt, mượt mà luôn. Vâng, nội ngoại thất của xe thì đều. Lốp 4 quả lốp mắt xích các bác ạ. Vâng, lốp mắt xích 2017 vẫn còn ngon. Vâng, lốp rất dày 2017 các bác ạ. Vâng, rãnh lốp rất dày luôn. Ở đây thì em đang để ở cho một chỗ nó cũng hơi bị lởm chởm một chút, nên là nó tôn thì nó tôn màu thôi, còn đâu là cũng hơi tối. Lốp láp thì cái này đánh rửa ấy nhá, xe chưa đánh rửa một tí gì cả. Vâng, xe đang chuẩn bị về, chưa đánh rửa gì. Tapi sạch sẽ. Vâng, tapi phần da rồi phần nhựa của xe, da mượt mà, nhựa kính điện này, lên xuống ok nhé các bác nhá. Các chức năng điện đóm đầy đủ, keo chỉ zin. Con này chỉ zin luôn. Đấy, không đâm động, chỉ zin. Cột keo thì các bác yên tâm là đen xì và đinh hàn còn ngon ngọt. Đấy các bác này. Á chà. Đấy, đinh hàn ngon ngọt luôn. Rất là đẹp. Đấy. Nội thất ghế bên trong thì sử dụng tông màu ghế màu nâu da bò. Đấy, cái là trần này, các bác nhìn trần nỉ này, sạch sẽ luôn. Đấy. Trần nỉ không màu ly lông thì rất là sạch luôn. Đấy. Nội thất bên trong. Đấy. Tay nắm cần số mượt mà, sạch sẽ. Đấy. Không gian táp lô. Mà con này có cả túi khí cho người lái, người ngồi nhá. Điều hòa chỉnh cơ thôi, nhưng mà điều hòa mát lạnh rất là sâu. Đấy, hệ thống điều hòa chạy cực mát luôn. Chiếc xe thì hạn đăng kiểm đến tháng 7 năm 2021. Vâng. Còn mấy tháng nữa. Nhưng mà giờ hạn đăng kiểm với những chiếc xe như thế này thì nó toàn là 6 tháng nha các con nhá. Vâng. Kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy. Nội thất ghế này. Nội thất ghế da thì mới luôn. Da ghế rất mới và các cái phần này nó rất là mới này các bạn ơi. Không gian thì rộng rãi. Vâng. Với một chiếc xe tầm tiền chỉ 200 thôi, các bác sở hữu ngay được một chiếc xe số tự động đẹp xuất sắc.
Lốp đằng sau này, đấy, các bác nhìn lốp láp cũng vẫn còn rất dày, rãnh lốp dày luôn. Đấy. Đi chỗ đường bụi cát thôi chứ còn đây là lốp rất dày luôn đó các bác nhé. À, cua lốp đều, không mủ moạt. Con này được chủ cũ là cũng là chủ nữ, bác ấy đi cũng khá là giữ gìn. Và đèn hậu zin, đèn hậu zin của Civic. Và cái này các bác một là mở chìa, mà hai là các bác lên trên này, các mở đây, kéo cái này lên, ấn xuống thì là mở lắp bình xăng các bác nhé. Không gian cốp rộng rãi, và đây là sơn zin thì các bác này, sơn zin của xe, sơn zin cốp luôn, chỉ đều, nét sắc. Và đây các bác nhìn cái chỗ này các bác biết là chất này, sắt đen sét. Sàn của chiếc xe thì cũng tương đối thôi, theo thời gian thôi, nhưng mà không hề có lỗi lầm. Sàn đấy các bác nhìn ạ, và lốp Michelin, lốp Skua, sử dụng lốp sắt thôi, không có gì. Đấy. Rồi chất xe ngon, cửa đóng mà khít khít luôn. Nội thất đây, à, nhìn sang bên này, con này được cái bộ nội thất thì các bác không phải nghĩ nữa rồi, không có già theo năm tháng. Và nội thất đều đẹp sạch sẽ, bóng lộn sáng láng, trần nỉ này. Lốp bên này, lốp Spastic cũng là lốp 2017. Vâng, rãnh lốp dày dặn luôn. Con này bác chủ cũ thì toàn đi cà phê cà pháo thôi, chứ bác ấy đi công trình thì bác ấy có một con Ford, thế là bác ấy toàn đi cái xe toàn để nhà. Vâng, chủ nữ nhưng mà ăn chơi lắm, chơi toàn xe máu lửa thôi. Có cái đi Civic này, này bác ấy toàn để đi, thế là bác ấy không đi nữa thì bác ấy bán. Và kính chỉ thôi, chỉ zin này, tapi này, vô lăng thì tương đối mới, vâng, theo năm tháng thôi, gọi cũng gọi là mới. Cái chỗ này thì nó sờ nhiều, nó lì ra rồi, logo thì vẫn còn rõ ràng. Đấy, bên này cũng thế, còi thì bấm giữa, còi to đấy, vâng. Túi khí này, các cái phần da thì cũng theo thời gian rồi. Cái dòng này tay nắm nó rất là to nên là nếu mà có bọc ốp thì nó cũng hơi bị vướng. Còn đồng hồ hiển thị đây 23 vạn, cái này thì theo về chất thì em thấy cũng tương đối thôi, chứ 23 vạn là cũng hơi ít. Và đầu đĩa xem có cái gì không? Không có đĩa. Con này không có đĩa không ạ? FM này. Cái này em lỗ không sử dụng. Bác nào ấy thì nghiên cứu thêm, vì cả bản cái những cái đầu này nó cũ quá rồi. Thế còn đây, điều hòa đây, chỉnh cơ. Đây, tay cần số này. Sạch sẽ, tiện lợi. Đây nổ chiếc xe đó. Con này có một cái đặc điểm là do là hàng Canada, thế nên là đồng hồ tốc độ các bác đừng nhìn bên ngoài nhé, nhìn cái số nhỏ bên trong thôi. Đấy, đè cái lên ngay, máy rất là êm, ngon. Đè phát lên, kính chỉnh điện, đầy đủ luôn. Vô lăng thì có thể điều chỉnh 4 phương 8 hướng nhé. Gạt cái này cái các bác gọi lưng xuống, lên xuống nhẹ nhàng vô lăng. Máy chạy chất, dòng máy này nó rất là bền. Thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị các bạn đang là khoang động cơ của chiếc Honda Civic 2008. Con này sử dụng cỗ máy động cơ cam đơn,
công nghệ EVTEC đời đầu. Nói chung là cái thời kỳ này thì bắt đầu công nghệ EVTEC nó áp dụng, nhưng mà nó vẫn áp dụng mới còn dang dở. Vâng, máy chạy mượt mà, êm chất, máy khô, không lỗi lầm. Con này vừa về em chưa dọn dẹp một tí gì đâu nhá. Vâng, chưa hề dọn dẹp một chút nào cả. Máy tương đối khá là khô luôn đấy. Phần sườn đây. Sườn này. Không lỗi lầm, không đâm đụng luôn. Chỉ đây. Em mở làm hơi thừa chưa? Con này nó cũ quá rồi. Ấy rồi, nên là phải mở hơi thừa. Không hề có một chút hơi nào luôn. Máy rất là ngon. Máy rất là êm luôn và khô luôn. Con này được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, cho nên là máy khô, số khô. Có mỗi cái là chăm chút về ngoại quan là hơi bị xấu tí thôi. Vâng, nó hơi bụi bụi một chút. Vâng, đấy. Khoan xe đều. Gầm thì không có lỗi lầm. Gầm thì không có dầu mỡ nhưng mà gầm sạch không dầu mỡ luôn. Con này có cái là lỗi là gầm thấp. Vâng, xe gầm rất là thấp luôn. Đấy, coi gì vậy? Vâng, gầm được, đẹp luôn. Gầm bệ sáng sạch. Lăn bánh cái đoạn, ui giời, phải nói cái phim trường này quá là rộng. Tiện. Chứ về Hải Phòng người ta em cứ quay review luôn. Đấy, về chất xe. Lái thì thoải mái luôn. Nhà phát nhé. Máy rất khỏe. Máy 1.6 thôi nhưng mà rất là khỏe luôn các bác ạ. Em mới phát hiện ra được cái phim trường này. Vừa rộng. Có tội là hơi xoài đá một tí thôi. Nhưng mà cái là nó thoáng đãng, sạch sẽ. Đấy. Nếu bác nào mà quan tâm đến chiếc xe xịn sò này, hãy alo ngay cho em Vũ Di Auto qua số điện thoại Vũ Di Auto 0869158926. Rất vui khi được các bác đến ghé thăm và rất vui khi được các bác đến xem xe, trải nghiệm những chiếc xe tuyệt vời. Vâng, xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe tuyệt vời nhất, chiếc xe cho gia đình, cho mình.